Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tối nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 với những nội dung chính sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ một số địa phương đơn vị về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Các lực lượng chức năng của tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Vịnh Hạ Long, phục vụ người dân và du khách. Thời tiết nắng nóng những ngày gần đây khiến nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch phải nhập viện điều trị. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Từ nhiều tháng qua, công tác chuẩn bị đại hội được Thị ủy Đông Triều, Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh tập trung chỉ đạo và tiến hành đồng bộ theo đúng tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 308 của Tỉnh ủy. Tập trung hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội trên cơ sở tiếp thu, bổ sung tới lần thứ 6. Riêng với công tác nhân sự đã rà soát xây dựng phương án đảm bảo số lượng, cơ cấu, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ và thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Ngoài ra, việc chuẩn bị chương trình kịch bản điều hành tham luận, công tác tuyên truyền khánh tiết, cơ sở vật chất, an ninh trật tự cũng đã được các địa phương đơn vị tập trung thực hiện, đảm bảo đại hội diễn ra an toàn và thành công. Đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội hết sức công phu, thận trọng của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đối với thị xã Đông Triều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở nhìn nhận lại những vấn đề còn phải quan tâm trong nhiệm kỳ qua để xác định phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí gợi ý thị xã Đông Triều nên hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả nước, là thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025, tự cân đối được ngân sách và là địa phương điển hình về giáo dục thông minh. Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp khai khoáng là chủ đạo, nhưng phải gắn với việc kiểm soát công nghệ, bảo vệ môi trường, kiểm soát đổ thải, vận tải, xăng tuyển, phối trộn than, hoàn nguyên, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp trên địa bàn liên quan tới tài nguyên khoáng sản. Đông Triều đang có cơ hội rất lớn phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút các dự án chế biến chế tạo công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, kết nối với chuỗi giá trị trong nước, khu vực và quốc tế, nhưng cũng cần chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển cho giai đoạn tới của địa phương. Sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa, Đông Triều phải coi đây là lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả khu di tích lịch sử quốc gia Nhà Trần gắn với khu di tích danh thắng Yên Tử và cụm di tích danh thắng của Chí Linh Hải Dương. Cũng là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, nhưng Đông Triều phải là địa phương điển hình về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Cần phải có cơ chế phát triển hạ tầng đô thị gắn với hạ tầng nông thôn, tháo dỡ các rào cản để huy động tối đa các nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân. Làm tốt hơn cải cách hành chính trên cơ sở đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và chính quyền số. Phấn đấu không còn hộ nghèo trên địa bàn. Thị xã Đông Triều cần chú trọng xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, sự gương mẫu của người đứng đầu và tổ chức tốt nguồn cán bộ cho các giai đoạn tiếp theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 6. Đối với đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ 8 dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, nhiệm kỳ qua dù trải qua hai giai đoạn từ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nâng cấp lên trực thuộc Đảng bộ tỉnh, nhưng Đảng bộ Cục Thuế Quảng Ninh đã có rất nhiều cố gắng, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là trong công tác thu thuế, cải cách quản lý thuế, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những kết quả này phải được làm nổi bật hơn nữa trong báo cáo chính trị trình đại hội. Qua đây cũng khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh trong việc thành lập Đảng bộ Cục Thuế trực thuộc Đảng bộ tỉnh, vừa nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng công việc. Phương hướng nhiệm kỳ tới nên tập trung vào xây dựng Đảng bộ Cục Thuế trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phải phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, xây dựng tổ chức bộ máy quản lý thuế tinh gọn hiện đại, tăng cường kiểm tra giám sát thực thi công vụ cán bộ thuế, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra trên cơ sở, xây dựng quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với bộ phận thanh tra thuế. Ngoài ra, trong báo cáo chính trị cũng cần bổ sung nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Về công tác nhân sự, phải hết sức chặt chẽ và theo hướng nhất thể hóa bí thư cấp ủy là chi cục trưởng. Về đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn là một trong những địa phương đứng đầu trong thu ngân sách cao của cả nước. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của ngành hải quan. Điều này cũng thể hiện vai trò lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cục Hải quan. Trên cơ sở nhận diện cơ hội phát triển tới đây của tỉnh, đơn vị cần xác định vị trí của mình trong bức tranh chung của tỉnh để có những định hướng cho nhiệm kỳ tới. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, công chức, hiện đại hóa hải quan Quảng Ninh để tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Với 3 năm dẫn đầu DDCI Quảng Ninh, đơn vị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục theo hướng chuẩn quốc tế. Hiện nay, phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, trong khi địa bàn Quảng Ninh có tuyến biên giới cả đường bộ, đường biển. Lực lượng hải quan cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phòng ngừa hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, rửa tiền, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phải xây dựng tổ chức bộ máy ngành hải quan Quảng Ninh theo phương châm tinh gọn về số lượng nhưng chất lượng công việc nâng lên, đáp ứng yêu cầu môi trường làm việc quốc tế. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đảm bảo liêm chính gắn với kỷ luật đảng và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Ngành hải quan phải chọn một mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Việc phối hợp giữa hải quan, biên phòng và cấp ủy chính quyền địa phương cần được cụ thể hóa bằng quy chế để có thể giám sát lại với nhau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng thận trọng, Đảng bộ Thị ủy Đông Triều, Cục Thuế tỉnh và Cục Hải quan tỉnh sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của địa phương, đơn vị mình. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thắng chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 38 và nghị quyết số 16 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, tỷ lệ phân chia các khoản thu, nguyên tắc chi tiêu ngân sách. Sau 3 năm triển khai, các nghị quyết này đã góp phần tăng tính công khai minh bạch trong phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước, khuyến khích các địa phương tăng cường công tác quản lý tài chính, tăng thu, tiết kiệm chi, chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư phù hợp với nguồn lực và thực tế địa phương, giảm dần cơ chế xin cho. Từ đó, ngân sách tỉnh có điều kiện tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án lớn có tính chất động lực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới trong thời gian tới, tại cuộc họp, đại diện các sở ngành liên quan đã tham gia đề xuất phương án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng nghị quyết áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị trong triển khai hai nghị quyết quan trọng của tỉnh. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong 3 năm vừa qua, vẫn có tình trạng mất cân đối giữa thu và chi. Do đó, yêu cầu quy trình quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho giai đoạn mới cần phải được đánh giá rút kinh nghiệm từ giai đoạn trước, căn cứ định hướng chiến lược phát triển, tình hình thực tiễn để xây dựng quy định đảm bảo mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mục tiêu đưa ra là đảm bảo thu ngân sách, cơ cấu thu bền vững hơn, tạo động lực để địa phương nâng cao trách nhiệm, chủ động tăng thu. Quan điểm ngân sách tỉnh vẫn phải giữ vai trò chủ đạo. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp thu nghiên cứu các ý kiến tham gia, đóng góp của các sở ngành địa phương để bổ sung điều chỉnh đề xuất, dành nguồn lực ưu tiên cho các dự án, công trình động lực, hạ tầng giao thông kết nối, xem xét cơ chế tự chủ, đãi ngộ tại một số ngành lĩnh vực đặc thù. Tại buổi làm việc của đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ đối với chi thường xuyên, chi đầu tư ngân sách địa phương cho các cơ quan đơn vị và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 vào sáng nay. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị về một số khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết số 16 và 38 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục đánh giá công tác chi đầu tư, chi thường xuyên, định mức chi ở khối văn phòng, đơn vị trực thuộc và các cấp học, trong đó nêu rõ khó khăn bất cập, đồng thời bổ sung đánh giá nguồn cải cách tiền lương tại các đơn vị, dự toán kinh phí vận hành lớp học thông minh, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường đảm bảo hiệu quả. Căn cứ vào thực tế, Sở tổng hợp phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất từng năm cho các trường, kiến nghị định mức thời kỳ ngân sách mới, xây dựng đơn giá dịch vụ, cơ chế hỗ trợ giáo dục ngoài công lập, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát trước ngày 9 tháng 6 năm 2020. Ta
Tạp chí nổi tiếng thế giới Reader's Digest phiên bản Canada vừa vinh danh di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long là một trong 10 điểm du lịch nên đến một lần trong đời tại Đông Nam Á. Theo đó, Vịnh Hạ Long được đánh giá cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với hàng nghìn đảo đá vôi lớn nhỏ. Ba yếu tố núi đá, mặt biển và bầu trời hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên độc đáo có 102 trên thế giới. Cách tuyệt vời nhất chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long là đi du thuyền, chèo kayak, tham quan các hang động và những hòn đảo xa bờ. Cùng với Vịnh Hạ Long, nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác của Đông Nam Á cũng được vinh danh như đồng bằng Mangan Myanmar, công viên khảo cổ Angkor Campuchia, đảo Penang Malaysia. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, các lực lượng chức năng của tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Vịnh Hạ Long. Điểm tham quan Động Thiên Cung, hàng đầu gỗ, Vịnh Hạ Long. Những ngày cuối tuần vừa rồi, có trên 250 lượt tàu được khách tới tham quan. Để bảo đảm an toàn tránh xảy ra ùn tắc, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh và Cảng vụ Đường thủy Nội địa bố trí một tổ công tác thường trực làm nhiệm vụ hướng dẫn điều tiết giao thông tại đây. Khi khách lên bến an toàn thì chúng tôi sẽ điều phương tiện ra ngoài phao, neo đậu, chở khách đi tham quan hang xong. Sau đó chúng tôi sẽ điều tàu vào khu vực cảng đầu gỗ để đón khách xuống và không để tình trạng ùn tắc trong vùng nước cảng. Ngoài tăng cường tuần tra hướng dẫn giao thông của Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh, việc giám sát điều tiết hành trình phương tiện cũng được Cảng vụ Đường thủy Nội địa thực hiện qua hệ thống GPS. Đại diện cảng vụ chúng tôi là quan tâm đến công tác kiểm tra các điều kiện an toàn cũng như thuyền viên làm việc trên phương tiện và thường xuyên đưa thông tin liên lạc với các đại diện ở điểm tham quan để điều tiết làm sao cái lượng phương tiện nó đặc biệt là trên hành trình mà có những cái tuyến đan xen du lịch cái tuyến luồng đối với tàu vận tải thì làm sao tránh cái ùn tắc và cái khả năng va chạm đảm bảo an toàn cho du khách tham quan Vịnh Hạ Long. Những trường hợp nào chúng tôi mà phát hiện ra mà vi phạm những cái quy định về trật tự an toàn giao thông và đặc biệt là những cái lỗi vi phạm mà tiềm ẩn xảy ra nguy cơ tai nạn là chúng tôi sẽ kiến nghị với lại Cảng vụ Đường thủy Nội địa là sẽ phải có những cái biện pháp như là tạm dừng hoạt động và sau khi khắc phục được những cái lỗi đấy thì và chúng tôi tái kiểm tra lại mà đã khắc phục được thì lúc đấy thì mới thống nhất là cho phương tiện hoạt động. Cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền hướng dẫn đội ngũ thuyền viên trên các tàu du lịch các biện pháp ứng phó bảo đảm an toàn khi gặp những tình huống bất ngờ, thông báo các điểm tránh trú bão an toàn. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức triển khai việc giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính qua 35 camera giám sát mới lắp đặt bổ sung trên tuyến quốc lộ 18, đoạn từ thành phố Uông Bí đến phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Các camera giám sát xử lý vi phạm giao thông được đặt tại nút giao thông trọng điểm, các ngã ba, ngã tư, các điểm đen có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Tập trung xử lý các lỗi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ xe trái quy định, điều khiển xe không đúng phần đường hoặc làn đường theo quy định, vi phạm về tốc độ. Khu vực này là nối đi vào bến xe là rất nhiều người dân là hay là đi không chấp hành luật giao thông. Lắp một camera giám sát đây để người dân thực hiện theo quy định của luật giao thông đường bộ, tôi thấy rất là hợp lý. Lắp camera là phạt nguội là cũng là cái điều hợp lý đâu. Vì dân số lượng xe tham gia giao thông nó nhiều lắm. Nên cần thiết phải làm như thế. Những hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi và chụp lại từ hệ thống quản lý giao thông thông minh của Công an tỉnh. Sau khi xác minh chi tiết hình ảnh đảm bảo chính xác về 4 yếu tố pháp lý, không gian, thời gian, lỗi vi phạm và biển số đăng ký của phương tiện vi phạm, đơn vị sẽ in phiếu và gửi thông báo tối đa 3 lần đến chủ phương tiện để tiến hành các bước xử lý theo quy định. Trong hôm nay, đơn vị đã xác định tới hơn 100 trường hợp vi phạm, trong đó tuyên truyền nhắc nhở hơn 70 trường hợp và tiến hành phát phiếu thông báo xử lý vi phạm hơn 30 trường hợp. Sau 15 ngày mà chủ sở hữu đó không đến, thì chúng tôi sẽ tiếp tục một bước nữa là sẽ gửi thông báo đến Cục Đăng Kiểm Quảng Nam để nắm được và cũng là dừng cái đăng kiểm và lưu hành cái xe. Đấy, đồng thời chúng tôi cũng đăng tải lên những thông tin điện tử về cảnh sát giao thông.net để cho toàn quốc cũng như người vi phạm nắm được và để người ta thực hiện.
Cùng với tiếp tục phát huy hiệu quả của 6 camera giám sát giao thông và xử lý vi phạm được Công an tỉnh đưa vào từ đầu năm 2019, việc đưa thêm 35 camera giám sát sẽ hỗ trợ tích cực cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí trọng điểm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, từng bước hiện đại hóa việc giám sát xử lý vi phạm quy định về an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 với chủ đề Vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học, thu hút hơn 200 người tham gia. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải trên biển và trên đất liền tại khu vực bến cá thuộc phường Bạch Đằng thành phố Hạ Long. Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát Đường thủy đã tặng Ủy ban Nhân dân phường Bạch Đằng 10 thùng đựng rác, tặng 150 suất quà, 200 giỏ đựng rác thải sinh hoạt, 50 áo phao cho các ngư dân, phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền ngư dân nâng cao ý thức tự giác tham gia bảo vệ môi trường bền vững. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, huyện Ba Chẽ và 14 tiểu đoàn tự vệ ngành than tổ chức khởi công xây dựng 2 phòng học mới và nhà vệ sinh cho điểm trường Khe Hố thuộc trường tiểu học Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Kinh phí xây dựng do cán bộ chiến sĩ 14 đơn vị tiểu đoàn tự vệ ngành than ủng hộ. Dự kiến công trình hoàn thành và bàn giao vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là hoạt động thiết thực của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp học sinh vùng sâu vùng xa có điều kiện học tập tốt hơn. Sáng nay, thành phố Uông Bí tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Tình huống giả định do hậu quả của cơn bão số 1 và ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhiều khả năng xảy ra ngập úng nghiêm trọng tại khu vực tổ 23 khu 5 phường Bắc Sơn. Các phương án sơ tán người dân đến vị trí an toàn, tìm kiếm cứu hộ người bị nạn đã được thực hành an toàn, đảm bảo mục tiêu kế hoạch yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập, thành phố Uông Bí kiểm tra, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các mặt đảm bảo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, khả năng dự báo ứng phó của các lực lượng khi có thiên tai xảy ra. Thời tiết nắng nóng nhiều ngày nay đã khiến nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, huyết áp và phải nhập viện để điều trị. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những ngày này, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên tục tiếp nhận gần 1.500 bệnh nhân mỗi ngày. Trong đó, phần lớn là người già và trẻ em đến khám các bệnh đường hô hấp và tim mạch, huyết áp. Chúng ta để biết là khi nắng nóng thì mọi người thường có nhu cầu bật điều hòa. Đấy. Nếu mà ở nhà bật điều hòa và khi chênh lệch nhiệt độ quá cao giữa trong phòng và bên ngoài trời, chúng ta đi ra đi vào như thế thì với những người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng là kém hơn thì là thường mắc những cái bệnh. Thời tiết nắng nóng cũng khiến nhiều bệnh nhi phải nhập viện điều trị. Các bệnh chủ yếu là viêm long đường hô hấp như viêm mũi, viêm amidan, viêm họng. Trong đó không ít trường hợp diễn biến nặng gây viêm phế quản, viêm phổi. Cháu nhà tôi thì lúc đầu thì cháu có sổ mũi và ho nhiều, đêm ngủ thì cũng khò khè. Thì hai vợ chồng có cho cháu lên viện khám, thì bác sĩ cũng chẩn đoán cháu bị viêm phế quản cấp. Cái cách phòng chống của cái dịch, các cái dịch liên quan đến đường hô hấp ấy, thì thứ nhất là khi mà thời tiết mà nóng, các gia đình phải chú ý về cái vấn đề là để điều hòa làm sao để cho nó hợp lý, là khoảng độ tầm 26-27 độ đấy, và hạn chế ra vào điều hòa để tránh cái thay đổi về nhiệt. Cái thứ hai nữa là về vệ sinh tốt cái mũi họng cho cháu. Cùng với trẻ em, người cao tuổi nhập viện điều trị cũng tăng trong những ngày gần đây, nhất là những người có các bệnh mãn tính về huyết áp, tim mạch. Khoa tim mạch hiện đang thường xuyên điều trị cho gần 100 bệnh nhân, tăng khoảng 30% so với thời điểm cách đây hơn một tháng. Đã có những trường hợp phải nhập viện do nhồi máu cơ tim, tai biến đột quỵ. Đối với các bệnh nhân tim mạch nói riêng và tất cả các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính nói chung, thì nên tránh tiếp xúc với nắng nóng kéo dài, tránh những cái thay đổi nhiệt độ đột ngột, nên uống đủ nước và mình cũng phải tuân thủ tuyệt đối theo cái chỉ định thuốc của các bác sĩ. Theo khuyến cáo của ngành y tế, cùng với việc phòng bệnh, hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng nóng, mỗi người dân cần chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế gần nhất nếu có các dấu hiệu bệnh, tránh việc tự điều trị khiến bệnh biến chứng nặng hơn.
Chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.